bây giờ mình đem vô hãng, mình định đi thay nhớt với lại bảo trì thôi. Nhưng mà bây giờ thấy cái xe đời mới mình thích quá, giờ chồng mình là đổi cho mình sẽ lấy chiếc mới để mình quay cho cả nhà coi. Cả nhà bây giờ mình lấy cái xe mới này, bây giờ cái ông này ổng đang chỉ ra những cái công dụng của xe. Thật ra nó cũng giống giống nhau mà, nhưng mà có những cái nào nó hơi khác chứ, có những cái chỉ sơn cho mình thôi. So now, come on down this way here. The mirrors will fold in. If you lock the car, the mirror fold exactly, in. Exactly, by itself. Nếu mà mình khóa cái xe lại đó, okay. cái kiến nó tự động nó đóng xuống. Then you had two seat memory, now you got three seat memory. Đây cả nhà ơi, đây là xe mới của mình nè, mới lấy về. Cái chiếc này là nó đời mới hơn cái chiếc của mình đang đi, là mà nó đời A-spec nữa nè, 2022. Cái này nó là dạng xe thể thao cho nên là nó mạnh lắm, nó chạy giọt hơn cái chiếc cũ của mình. Đây máy xe, đây nó máy xe mới, bây giờ đẹp lắm. Đây còn ở sau đây là dưới cái đít xe. Chiếc này nó cũng 7 chỗ giống như chiếc vừa rồi mình đi vậy đó. Vừa rồi cũng 7 chỗ, giờ này cũng 7 chỗ luôn. Mà nhà chỉ có hai vợ chồng đứa con rồi, nhưng mà tại thích đi cho nó rộng rãi cả nhà. Chứ hai cái ghế sau nó sụp xuống hết à, không có xài. Cái loại này nó là sport á, cho nên là nó chạy mạnh lắm, mình thích chạy xe mạnh. Đây cái này là trước đầu xe, nó cái đầu xe này á, thì mình không có thích nó bằng cái chiếc cũ cái kiểu nó cái đầu với cái đít nó đẹp hơn. Nhưng mà ngược lại á, thì bên trong á, thì cái chiếc này á, nó lại đẹp hơn cái chiếc đời cũ. Cho nên mình thích cái mẫu mã bên trong đó, cho nên là mình đổi. Đây là cả nhà, cái này nó sport cho nên là cái bánh của nó màu đen luôn. Rồi cái hai cái kiếm của nó cũng màu đen luôn. Đó, cái sườn ở trên cũng màu đen, ở dưới nó cũng viền đen luôn. Đó, nó dạng sport đó, là nó chạy xe thể thao đó, nên là nó làm cái kiểu này nó hơi khác hơn cái kiểu xe của mình đang đi. Đó. Khi mà mình khóa xe lại á, mình đi xuống mình khóa xe lại thì hai cái kiếng này á, nó sẽ tự động nó siết vô. Đây còn bên trong đây nè cả nhà, rất là mình thích ở bên trong cho nên mình mới đổi. Đây ngay cái cửa này á, là nó hai chế độ nhớ, hai bộ nhớ của hai chìa khóa. Ví dụ như mình đi chìa khóa mình số 1, chồng mình là số 2, thì mỗi lần vô là nó chỉnh theo cái bộ nhớ theo cái mình ngồi đó. Mà giờ cái này nó là tới 3 cái rồi, nếu như có người thứ ba mà đi nữa đó, thì người thứ ba đó là tự chỉnh vô cái thứ ba đó, chứ không cần phải chỉnh cái thứ một với cái thứ hai của hai vợ chồng đang đi. Xe này á, là cái loa hát của nó cũng bự, cũng hay hơn của cái xe cũ nữa, cái đời cũ nữa. Đó. Cái này là bỏ cái phone wireless. Lên. Bỏ phone lên đây. Wireless. 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 Charger. Nè, mình nghe nè ha. Này bà con ngó nè, yeah nè, đó cặp camera yeah nè. Đó, thấy không? Camera yeah nè. Cậu nè, chạy tới nè, đó có chiếc này giật ở đằng trước cái nó báo liền nè, có chiếc này giật tại vì có một chiếc xe đậu phía trước anh là nó báo liền, mình gần quá để mình ve lại nè, để mình ve lại nè, em cảnh đậu gần quá đó, mình ve lại nè, nó xa chút xíu. Ở trên cái nóc này là màn hình panorama. Dạ, phải đóng cái này nè. Dài sao luôn. Vậy mở rồi. Can't touch your head. Ý anh
dặn cái chế độ mình chạy bình thường với lại chạy đây. Tuyết rồi. Đây chế độ bình thường đây. Chế độ bình thường. Nó có mấy chế độ vậy? Chế độ thể thao. Bình thường, chạy dịu dàng và chạy tuyết, nó bốn chế độ. Nó có chế độ hẳn hồi, thí dụ như chờ tuyết á là mình dặn qua đây, đây snow. Cái chế độ thì chạy tuyết đó, thì nó còn ngon hơn cái chiếc cũ mình đang đi nữa không? Chiếc cũ mình đang đi nó cũng chạy tuyết được. Nhưng mà nó không có nó tự kích hoạt qua thôi. Khi mà chạy tuyết thì tự kích hoạt thôi. Nó không có riêng cái chế độ nó, còn cái này á là mình tự nó chỉnh. Có riêng. Đó, riêng cái chế độ của nó này đó. Snow nè, tuyết nè. Mình để chế độ thể thao á, là màn hình nó qua màu đỏ nè ha. Bây giờ mình dặn là bình thường á, cái màn hình nó sẽ qua màu trắng nè. Bây giờ mình dặn á, cái chế độ chạy trong thành phố là màn hình nó sẽ ra màu xanh nè. Mình chạy qua chế độ tuyết á là màn hình sẽ ra màu trắng cho lợi nè đó. Đó, vì hiện tại là mình để chế độ mình chạy trong thành phố là cho ta lái nó nhẹ nè, và chân ga nó nhẹ nữa nè. Đây là nút tắt và khởi động máy. Này cũng không có xài chìa khóa luôn, cũng không giống chiếc vừa rồi mình đi. Cái này là khi mình dựng đèn đậu đèn đỏ đó, mình nhấn cái này là mình khỏi phải cần đạp thắng luôn nữa. Là mình nhấn vô cái nút này là khi nào đèn đỏ xe tự động tắt máy. Đèn xanh là mình buông cái chân thắng ra, xe tự động nó khởi động chạy tiếp. Cái bàn phím như computer vậy đó. Để nó mình rờ ở đây thì nó sẽ cảm ứng lên cái màn hình ở trên đây. Đó. Mình bấm nút này là nó trở về vị trí ban đầu hết. Mà nó có Apple CarPlay, tức là mình kết nối cái phone mình vô, khi nào mình có cái phone vô đó nó sẽ hiện ra đây, nó sẽ hiện ra tất cả những thông tin trong cái phone của bà xã đây nè, và phone của bà xã đó. Đây nè, ở là người ngồi đằng sau cũng có hết có đồ luôn. Xe này á là cái ghế mình ngồi á sưởi nóng và sưởi và lạnh luôn nha cả nhà. Ví dụ mùa hè á đậu xe ngoài nắng nóng quá đó là mình có cái nút bấm vô để cho cái ghế nó mát lại, mình ngồi cho nó mát. Còn trời lạnh quá thì mình có cái mình bấm cái nút cho nó sưởi cho nó ấm lên. Tay lái cũng vậy. Ba hàng ghế ở đây ngồi á thì cái giữa mình không thích á mình lấy ra được để cho cái người bước vô cái hàng ghế này nè, đi ra đằng sau ngồi cái ghế đằng sau cũng được nữa. Đó, mình thích thì mình để đây, còn không thích thì mình lấy ra cũng được. Nhưng mà có một cái thiết kế mới nè, là cái phần này nè, nó bằng plastic nè, để con nít nó ngồi nó đá vô ghế nó sẽ không bị hư hại nữa. Cái này mới nhất nè. Đó, đời cũ xe mình, đời cũ 2020 nó sẽ không có cái này. Nắng có cái này che kéo lên. Kéo lên đây, nắng đây kéo lên. Đó. Nhưng mà thật ra thì làm vậy thôi, chứ còn cái kiến nó đã tin cái màu á là đen lắm, cho nên là cũng không có nắng gì bao nhiêu hết trơn. Khi nào nắng dữ lắm thì mình kéo cái miếng này lên, kéo miếng này lên mình che thôi, chứ còn cái kiếm này nó tin màu rồi, nó tối dữ lắm. Tại ở ngoài nhìn vô không có thấy mà, chỉ có ở trong nhìn ra thấy thôi, chứ ngoài nhìn vô là không có thấy người ngồi trong. Cái dàn bánh nó sẽ mập, nó sẽ mập hơn, cái bánh xe nó bự hơn cái bánh xe vừa rồi mình đi ha, chạy nó ngon hơn. Chiếc này nó giọt dữ lắm cả nhà, mình thích chạy xe mạnh cho nên là mình đòi ổng đổi cho mình. Đạp một cái hả, nó là nó giọt. Nó bự vậy nhưng mà xây sở nó gọn, nó dễ hơn. Cái kia nó bự quá. Nó bề ngang nó cũng bự nữa. Mà nó nặng lắm, còn chiếc này là nó nhẹ, đạp cái là nó cảm giác nó nhẹ lắm, giọt lên nữa. Chút mà trời mà tối lên chút á là bắt đầu mấy cái viền này nè cả nhà, nó nổi đèn lên, nó rọi xuống rất là đẹp. Cái loại này nó hay cái vậy nè, thí dụ như mình đang đậu ở trên cái dốc, nó đứng chiếc xe vậy đó, nó đứng sừng vậy nè cả nhà, chiếc xe đó nó đứng vậy ha, rồi mình đạp thắng vậy đó, rồi là nó giật, nó cái thắng nó cứng là nó thắng luôn. Chừng nào á cái chân kia, cái chân mà mình đạp thắng á, mình bắt đầu mình chạy mình mới bỏ qua cái chân ga đó, là bắt đầu mình đạp á thì chiếc xe nó mới chạy, còn không thôi là nó không có tuột dốc nha. Cái loại đời mới này đó, chiếc 2020 là đã có rồi, mình đậu dốc đứng vậy đó, nhưng mà mình thả cái chân thắng ra xe nó không có tuột dốc, nó thắng đứng yên luôn. Ở dưới đây là lo hé. Còn ở sau này cũng vậy. Ở trên ngay cái tay cầm có cái lo nữa kìa. Tay cầm có cái lo nữa kìa. Đó,
nó lo nhiều lắm, để đếm coi bao nhiêu cái lo nè, đó chứ nhiều lắm. Trên đó cái lo nữa nè. Cái cửa không là hai lo rồi nè. Cửa không là hai lo nè. Một lo hai lo nè. Nhiều lắm, ở sao? Ở đây là lo nữa nè. Rồi đi xuống, đi xuống, đi vô. Where's the cat? Where's the cat though? Cat over here. Look. Cái chăn này á là mình để đồ. Ở sao mình để đồ, tại vì còn thêm một băng ghế nữa, nhưng mà mình không có đi hết đó, chỉ có hai chồng đứa con thôi. Cho nên là mình sụp nó xuống cho nó rộng để mình đi chợ mình bỏ đồ rồi vô đó đó cho nó rộng rãi. Bảng số mình cũng đổi bảng số luôn rồi. Rồi. Đó, bây giờ là khóa lại, bấm cái nút ngay cửa đó đó. Bấm ngay cửa là nó khóa lại, nó xiết cái lỗ tai lại ha. Đó, bây giờ mở cái xe này nè, thấy cái đèn của nó nhỏ hơn cái chiếc vừa rồi của mình đi á, nhưng mà thực ra là nó sáng hơn. Nó sáng dữ lắm. Rồi nó còn có thêm đèn phốt lai ở dưới nữa. Đó, cái đèn này là để đi sương mù á. Sương mù á nó rọi. Đó, đèn này á 2-4 bóng. 4 bóng bự nha cả nhà. Còn cái kia nó mấy bóng, 5 bóng nữa. Nhưng mà nó không có, nó cũng sáng lắm. Nhưng mà cái này nó còn sáng hơn nữa. Cái này cái gì nó cũng hơn chiếc kia đó. Bởi vì đời mới mà đó. Chiếc kia đó 2020 mình mua cũng mới tin luôn, ở trong hãng luôn á, là 75.000. Còn chiếc này á là 85.000 đó. Cho nên là mình đổi, mình bù tiền thêm. Cái đầu xe này thì nó không có đẹp bằng cái đầu xe của 2020 ha cả nhà ha. Mình thấy vậy đó, mình thấy nó không có đẹp, cái đầu nó xấu đó. Nhưng mà bên trong thì mình thích, với lại đèn sáng, với lại xe chạy mạnh đó, mình chỉ thích vậy thôi. Với lại nó đời mới, tại vì bây giờ nó ra vậy đó là tới 5 năm sau nữa nó mới đổi kiểu. Mình thích chứ, đời mới. Nó đẹp một chút thì chút tốn tiền một chút. Tính không có đổi. Tự nhiên đi xuống, đi theo ẩm, đi xuống dealer, đi thay nhớt, bổ trì xe. Xuống thấy cái mê luôn. Rồi quyết định đổi liền, tức khắc luôn, chứ cũng không có dự định gì hết trơn á. Rồi bye bye cả nhà nha, chia sẻ với cả nhà một chút thôi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Bye bye.